Lượt đấu thứ hai của bảng C và bảng D UEFA Euro 2024 sẽ quay trở lại vào đêm nay và rạng sáng ngày 21 tháng 6 với những trận đấu có tính chất sống còn. Trận đấu trên Allianz Arena, nơi Slovenia và Serbia sẽ đối đầu với nhau, qua đó tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch của họ. Slovenia có thể vui mừng với kết quả mở màn khi họ đã cầm hòa Đan Mạch với tỷ số 1-1. Màn trình diễn của quốc gia đến từ Nam Âu khiến nhiều người phải bất ngờ khi trận thua gần đây nhất của thầy trò huấn luyện viên Matthijs Kek đã từ tháng 11 năm 2023. Với cơ hội rộng mở của bảng C, một chiến thắng vào tối nay có thể đưa họ đến gần hơn với một suất vào vòng 16 đội. Phát biểu trước trận, vị chiến lược gia 62 tuổi chia sẻ đầy tự tin: "Tôi tin rằng đội bóng này sẽ phát triển từng phút trong giải đấu này. Thật là lạc quan nếu khi kỳ vọng quá nhiều vào đội bóng này. Nhưng tất cả những gì chúng tôi muốn là đạt được một kết quả tích cực và chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng có mặt ở đây, rằng Slovenia đủ điều kiện đến Đức nhờ năng lực." Về phần Serbia, Mitrovic cùng các đồng đội đã không thể tạo ra bất ngờ trước đội tuyển Tam Sư khi phải chịu bàn thua ở phút thứ 13 của Jude Bellingham. Kết quả này khiến những chú đại bàng đứng cuối bảng C tiếp tục chuỗi trận thành tích không ổn định. Đoàn quân của huấn luyện viên Dragan Stojkovic chỉ thắng 2 trong 7 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Trận đấu gần đây nhất giữa Slovenia và Serbia diễn ra vào tháng 6 năm 2022, hai đội hòa nhau 2-2 tại UEFA Nations League. Về lực lượng, huấn luyện viên Matthijs Kek không có bất kỳ lo ngại nào về chấn thương cản trở sự chuẩn bị của Slovenia cho trận đấu tới với Serbia. Jadoblak là lựa chọn đương nhiên trong khung gỗ. Tuyến phòng thủ sẽ có Jan Kacisinic, Vanja Dukusic, Jaka Bijon và Erik Zanja. Về phần tiền vệ, Adam Jenada Serin và Timi Max Esnik sẽ đảm bảo sự chặt chẽ ở giữa sân. Peter Stojanovic và Jan Malaka sẽ là hai tiền vệ chạy cánh. Cuối cùng, Andras Spora và Benjamin Sesko sẽ được kỳ vọng ghi bàn để giúp Slovenia giành chiến thắng. Không may mắn như tuyển Slovenia, huấn luyện viên Dragan Stojkovic cần giải quyết vấn đề thể lực cho các cầu thủ trước chuyến đi đến Allianz Arena. Serbia sẽ ra sân với đội hình 3-4-2-1 trước Slovenia, với thủ môn Predrag Jakovic chân giữ trong khung gỗ. Hàng thủ khả năng cao sẽ là Miloš Veljković, Nikola Milenković và Stanina Pavlović. Andrija Jikovic và Kostić sẽ là hai hậu vệ cánh. Với bộ đôi này sẽ cung cấp khả năng tạt bóng ở 1/3 cuối sân. Bộ đôi tiền vệ là Saša Lukić và Milan Gudes. Những người sẽ củng cố mọi thứ ở giữa sân. Sự thay đổi duy nhất là Dušan Tadić sẽ trở lại hàng công, đồng hành cùng Sergej Milinković-Savić và Aleksandar Mitrovic trong bộ ba tấn công. Ngay sau trận đấu giữa Slovenia và Serbia khép lại, trận đấu được quan tâm hàng đầu sẽ là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Anh. Hấp dẫn là khi những ngôi sao của những chú lính chì như Christian Eriksen và Rasmus Højlund sẽ đối đầu với những đồng nghiệp quen mặt tại Premier League. Đan Mạch đã bỏ lỡ cơ hội bắt đầu Euro 2024 bằng một kết quả hòa đáng tiếc sau khi phung phí lợi thế dẫn trước và chỉ có trận hòa 1-1 với Slovenia. De Rood Vif đang có chuỗi bất bại từ năm 2024. Sự bế tắc vào cuối tuần trước chỉ là lần thứ hai họ không giành chiến thắng trong năm nay. Về phần đội tuyển Anh, họ chơi không ổn định như Đan Mạch trong năm 2024. Thầy trò Gareth Southgate có một đội hình đáng gờm trong tay, nhưng huấn luyện viên 53 tuổi vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng của những ngôi sao này. Tam sư chỉ thắng được 2 trận vào năm 2024, trong khi không ghi được bàn nào trong 2 trận thua từ đầu năm. Vì vậy, áp lực đang đè nặng lên Southgate là rất khủng khiếp. Về lực lượng, huấn luyện viên Kasper Hjulmand hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trong trận đấu trước, bất chấp kết quả đáng thất vọng cuối cùng. Điểm tích cực lớn nhất là tiền vệ ngôi sao Christian Eriksen, khi tiền vệ của Man United luôn là ông chủ cho các pha tấn công của Đan Mạch. Christensen và Vestergaard đang thể hiện tốt ở hàng phòng ngự. Jonas Wind cũng đã có một trận đấu khá ổn, nhưng Rasmus Højlund sẽ cần phải nâng cao phong độ trước đội tuyển Anh. Tất cả các cầu thủ Đan Mạch đều khỏe mạnh và sẵn sàng được lựa chọn cho trận đấu vào đêm nay. Trong khi đó, huấn luyện viên Gareth Southgate cũng hài lòng với nỗ lực của đội mình cho việc giành chiến thắng 1-0 trước Serbia. Hầu hết những cầu thủ đều có những trận đấu khá ổn định như Bukayo Saka, Max Kuehi, Kyle Walker và dĩ nhiên Jude Bellingham là người nổi bật nhất. Trước trận đấu, huấn luyện viên Gareth Southgate phát biểu rằng: "Chúng tôi đã quen với những diễn biến nhanh của trận đấu. Đan Mạch là một đội rất tốt và một huấn luyện viên giỏi. Chúng tôi đã có những trận đấu rất khó khăn với họ, không chỉ ở Euro vừa qua mà còn ở Nations League. Chúng tôi biết điểm mạnh của họ và chúng tôi sẽ phải chơi hết mình." Đội hình dự kiến của đội tuyển Tam Sư có lẽ không có sự thay đổi nào so với trận ra quân. Trong khung thành vẫn là Pickford, Walker, Stone, Guehi, Trippier là bộ tứ hàng phòng ngự. Alexander Arnold và Rice chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ. Saka, Bellingham và Foden sẽ hỗ trợ cho Kane trên hàng công của đội tuyển Anh. Trong khi đó, Đan Mạch sẽ ra sân với thủ môn Schmeichel, bộ ba trung vệ Andersen, Christensen, Vestergaard. Năm cái tên ở hàng tiền vệ bao gồm Christensen, Nordgaard, Eriksen, Højbjerg, Mele. Chơi cao nhất trên hàng công sẽ là Højlund và Poulsen. Tây Ban Nha đã khởi đầu bằng chiến thắng xuất sắc trước Croatia để mở tài khoản tại Euro 2024. Qua đó, hướng mọi sự quan tâm đến cuộc đụng độ hấp dẫn với người Ý ở lượt trận thứ hai. Lần đầu tiên kể từ khi đánh bại đội tuyển Đức tại trận chung kết Euro 2008, Tây Ban Nha có tỷ lệ cầm bóng thấp nhất sau 136 trận. Tuy nhiên,
họ vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ. Đây có phải là cách chơi mới dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente? Và nếu đúng như vậy, thì Tây Ban Nha tỏ ra khá hiệu quả cho việc áp dụng chiến thuật đó trên sân. Alvaro Morata, đội trưởng La Roja được khen ngợi rất nhiều với bàn thắng trước Croatia, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba mọi thời đại tại các giải vô địch châu Âu sau Cristiano Ronaldo và Michel Platini. Đội tuyển Ý cũng khởi đầu bằng chiến thắng trước Albania. Tuy nhiên, họ đã sớm phải nơm nớp lo sợ khi Nadim Brahimi ghi bàn thắng nhanh nhất tại giải vô địch châu Âu ở giây thứ 23. Tuy nhiên, Azzurri đã lội ngược dòng trước đối thủ và ghi hai bàn trong 5 phút trong hiệp 1 của Nicolò Barella và Alessandro Bastoni để kiểm soát trận đấu. Đội tuyển Italia là đương kim vô địch và đang cạnh tranh để trở thành đội thứ hai liên tiếp vô địch Euro. Azzurri sẽ cần phải tỏ ra quyết đoán hơn trước Tây Ban Nha, khi trước đó họ chỉ thực hiện được 5 cú sút trúng đích trong 17 pha ra trận trước Albania. Nhưng sẽ chẳng ngạc nhiên khi mục tiêu thu về ít nhất một điểm trước Bò Tót sẽ được huấn luyện viên trưởng của Italia đề ra cho các học trò. Huấn luyện viên Luciano Spalletti của đội tuyển Ý phát biểu trước trận đấu rằng khi bạn chơi ở Euro, tất cả các trận đấu đều là trận chung kết, tất cả các trận đấu đều là duy nhất, tất cả các trận đấu đều là điều đáng nhớ. Tây Ban Nha là đội bóng rất mạnh, tôi chắc chắn rằng nếu chúng tôi để bóng cho họ, mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải chủ động và xem liệu mình có làm được điều đó trước những đối thủ mạnh như vậy hay không. Trước trận đấu, đội tuyển Tây Ban Nha đang lo lắng với trường hợp của Rodri và đội trưởng Morata, nhưng bộ đôi này đã trở lại tập luyện và dự kiến sẽ ra sân thi đấu với người Ý vào đêm nay. Pedri và Fabian Ruiz sẽ có mặt trong đội hình cùng với tiền vệ của Manchester City, trong khi De La Fuente sẽ tiếp tục đẩy những cầu thủ như Lamine Yamal và Nico Williams ở tuyến đầu. Tuy nhiên, tình hình trận đấu có thể khiến huấn luyện viên nghĩ đến việc thực hiện một số thay đổi vì Azzurri có thể đưa ra một hệ thống phòng ngự chắc chắn. Do đó, đội hình dự kiến khả năng cao sẽ là Unai Simon đứng trong khung thành, bộ tứ hàng thủ gồm Cavahan, Lenormand, Nacho, Cucurella. Hàng tiền vệ sẽ là Fabian Ruiz, Rodri và Pedri. Ba mũi nhọn trên hàng công sẽ là Yamal, Morata, William. Trong khi đó, đội tuyển Italia sẽ ra sân với thủ môn Donnarumma, bốn hậu vệ gồm Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco. Jorginho đã cặp tiền vệ trung tâm với Barella, Boba Fratesi, Pellegrini, Chiesa sẽ hỗ trợ cho trung phong duy nhất Scamacca. Hiện tại Slovenia vẫn đang sở hữu mạch 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, nhưng họ chỉ thắng 1 trong 4 lần gặp Serbia gần nhất. Trận đối đầu với Slovenia hòa 2 đều với Serbia tại UEFA Nations League vào tháng 6 năm 2022, chỉ một tuần sau trận thua 1-4 trước chính đối thủ này. Với những dẫn chứng trên, Oliver Thomas, chuyên gia phân tích dữ liệu của Betfair cho biết, mặc dù cả hai đội sẽ cố gắng giành chiến thắng, nhưng một trận đấu chặt chẽ, kết thúc bất phân thắng bại nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Munich. Trang Uscore cũng đang nghiêng về một tỷ số hòa khi cả Slovenia lẫn Serbia đều có những hạn chế riêng. Trong khi đó, ở trận đấu thứ hai giữa đội tuyển Đan Mạch và Anh, cây viết Jonathan Osir của Sportmo chia sẻ rằng đội tuyển Anh ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với ba đối thủ ở bảng C gồm Serbia, Đan Mạch và Slovenia. Ngay cả khi không chơi hết sức, tâm sư vẫn đủ khả năng vượt qua Đan Mạch như thường lệ. Đối với Đan Mạch, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate hứa hẹn sẽ đạt được mục đích với tuyệt chiêu này. Tỷ số tối thiểu 1-0 tiếp tục được chuyên gia này dự đoán ở trận đấu thứ hai của tam sư. Trận cầu tâm điểm giữa Tây Ban Nha và Italia được người hâm mộ quan tâm rất nhiều trong những ngày gần đây. Theo cựu danh thủ Gianfranco Zola, nếu Italia có thể đưa thế trận về giằng co và không bị thủng lưới trước, họ có cơ hội giành điểm. Tuy nhiên, nếu để Tây Ban Nha lấn lướt và có cơ hội của Azzurri không cao. Lần gần nhất Tây Ban Nha thất bại trước Italia đã cách đây 8 năm. Do đó, La Roja đang cực kỳ tự tin sẽ tiếp tục kẻ duyên trước Thiên Thành. 2-1 sẽ là tỷ số phản ánh đúng cục diện của trận đấu.